Hành giả đi, hành giả Thích Minh Tuệ. Trước tiên là chúng ta không bàn luận chuyện ông tu đúng hay tu sai. Trước tiên chúng ta đừng có bàn chuyện cái chuyện tu đúng tu sai. Chúng ta hãy bàn cái khía cạnh cái tốt của ông trước đi. Khi mà chúng ta bàn cái khía cạnh cái tốt của ông thì tự nhiên cái tâm hồn của chúng ta nó sáng rộng ra. Ông biết tu cái chữ, thay vì tôi chửi nhưng mà bây giờ tôi chửi cao lắm, toàn là tôm sông sứa biển. Tôm sông sứa, quý vị hiểu cái từ tôm sông sứa biển không? Xin chào lại nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay thầy lên mạng live stream, lâu lắm rồi cũng không có lên mạng, lên YouTube, ở Facebook, ở trang fanpage để live stream nói về tất cả các sự kiện của xã hội. Bởi vì vừa rồi thầy về Bến Tre thì ở để chăm sóc mẹ bệnh đó. Rồi nên thầy có hứa với Chư Tôn Đức Tăng Trưởng Lão ở Bến Tre là về Việt Nam là không có phát ngôn bừa bãi, cũng không có lên mạng bàn luận chuyện của thế gian, chuyện của người đời. Thì cũng có hứa, thầy có hứa rõ ràng là không có bàn chuyện người đời. Thì bây giờ mình không bàn chuyện người đời thì bàn chuyện người tu. Thì mà thứ nhất là tôi đã từng hứa với Hòa Thượng chứ Chư Tôn Đức là tôi hứa tại là vị trí lãnh thổ ở cái location ở Việt Nam. Nhưng mà bây giờ tôi về Mỹ rồi thì tôi phải có quyền tự do ngôn luận hay là tôi phát biểu. Nhưng mà hết trên tinh thần là hết Phật Pháp, không liên quan tới ngoài đời, cũng không liên quan tới chính trị, xã hội, chỉ liên quan tới vấn đề của Phật Pháp. Thì quý vị biết rằng vừa rồi vấn đề của thầy, của hành giả, chúng ta gọi một cái tên nó rất thân mật, rồi là một cái gọi là nó phù hợp với những người gọi là trong hoàn cảnh như vậy. Gọi là hành giả thích minh tuệ. Thì cái chữ thích này á thì nói chung là hôm qua là mình theo, giống như giờ tôi theo một cái gia đình đó, cái gia đình đó nhận tôi làm con nuôi, mà nuôi tôi từ nhỏ, và tôi quý mến, tôi lấy cái chữ lót của họ gia đình đó, lấy lót cái chữ họ gia đình đó, thì tôi lấy ví dụ họ gia đình đó họ Phan thì tôi lấy tên là Phan Văn Triển, ví dụ vậy thôi. Cái chẳng qua là cái mà bản thân Đức Phật cũng không có ban chữ thích này cho ai hết. Trong Phật giáo Nguyên Thủy tất cả những vị tỳ khưu, gọi là tỳ khưu sau khi mà xuất gia là bhikkhu, là xuất gia là lấy cái tên là thí dụ Dhamma Metto, Dhamma Metta hay là Kusala Dhamma là thiện pháp, hay là tất cả những cái tên nhưng mà không có chữ thích. Nhưng mà bên Phật giáo phát triển hay gọi là Phật giáo Bắc Tông á thì quý thầy hay dùng chữ thích đó. Thì cái chữ thích ở đây á là quý vị biết, trước tiên mình phân tích là Đức Phật không có ban hiệu cho ai là chữ thích hết, nhưng tại vì mình quý mến, mình kính trọng, mình tôn trọng Đức Phật, rồi mình muốn thể hiện là mình là dòng dõi của nhà Phật thì mình lấy chữ thích thôi, chứ chẳng qua cái chữ thích này cũng không ai gọi là độc quyền hết, và kể cả trên thế giới này cũng không có cái bản quyền chữ thích nữa. Chữ thích ở đây là ai muốn, hoặc là giờ tôi thích ca hát, giờ chữ thích mà không có cấm được, đó là ngôn ngữ của xã hội, ngôn ngữ học, không có ai cấm cái gì ngôn ngữ học không. Giờ mình nói chữ thích minh tuệ cũng không ai cấm. Giờ thích học sò, thích đô la, thích ba trợ, thích gì cũng vậy, cũng không ai cấm. Thì quý vị biết cái vấn đề của ông hành giả đi, hành giả Thích Minh Tuệ. Trước tiên là chúng ta không bàn luận chuyện ông tu đúng hay tu sai. Trước tiên chúng ta đừng có bàn chuyện cái chuyện tu đúng tu sai. Chúng ta hãy bàn cái khía cạnh cái tốt của ông trước đi. Khi mà chúng ta bàn cái khía cạnh cái tốt của ông thì tự nhiên cái tâm hồn của chúng ta nó sáng rộng ra. Còn khi chúng ta bàn luận cái chuyện mà tu đúng tu sai, tự nhiên chúng ta càng bó hẹp lại. Chúng ta nhìn một cái con người, chúng ta nên nhìn một cái hành động tốt, chúng ta đừng nên nhìn một cái hành động xấu, nó sẽ phát triển. Và một lát tôi sẽ bàn luận về vấn đề nhân quả. Và hôm nay là tôi ngồi tôi cười ẻ luôn á, cười mà tôi cười mà đau bụng luôn á, cười ẻ. Nhân quả đúng là nhân quả thiệt, liên quan tới mấy ông ba trợn. Quý vị biết cái chuyện ông hành giả Thích Minh Tuệ này, trước tiên là tôi rất gọi là kính nể, kính phục, gọi là sự buông bỏ gọi là tất cả. Riêng bản thân của tôi là tôi chỉ buông một phần nào thôi. Ví dụ 10 thì tôi buông được cao lắm là chỉ có 1 hoặc 2 thôi. Còn hành giả Thích Minh Tuệ này, họ đã buông bỏ được tất cả và sống đời vô ưu, vô cầu, vô tham, vô sân, vô si, vô lo tất cả. Cái tựa đề ngày hôm nay thầy nói là cái tựa đề là hành giả Thích Minh Tuệ sống sống trong chữ vô, trong đời sống vô thường này. Vô, cái chữ vô trong tiếng Hán á, cái chữ vô á trong tiếng Hán á nó dịch ra là ra tiếng Việt là vô, có nghĩa là không.
Vô cầu là không cầu, vô tham là không tham, vô sân là không sân, vô si là có nghĩa là không si, vô có nghĩa là không. Đó, có nghĩa là hành giả Thích Minh Tuệ hiện tại đang sống trong cái điều kiện gọi là một cái môi trường là vô cầu, vô tham, vô sân, vô si, vô tư, nghĩa là không lo tất cả gì hết, cứ coi cái thân xác này giống như là không khí đó. Hôm nay là trôi bay dạt qua miền này qua miền kia, thì tôi thấy một cái điều đó rất gọi là quý, rất gọi là kính trọng, hoặc là thán phục, là một cái điều một đối với một cái nhà sư tu hành. Riêng bản thân tôi thôi là tôi thấy, quý vị biết ở bên Mỹ này á, người tu á không phải là quý vị thấy ở Mỹ là sướng đâu, người tu ở Mỹ là phải đi làm, có những người tu họ đi làm office, có những người tu họ đi làm cái kiểu gọi là bưu điện hay là đi giao báo, rồi có những người tôi đợt trước tôi bắt gặp hai bà sư cô đi làm nail nữa. Tôi thì có cái thói quen hay gọi là tay chân phải sạch sẽ, của họ đi vô cái tiệm đó làm nail, tay chân ngồi làm, mình đi cái tà áo y của mình á, nó vô tình nó sợt ngang, nó quật qua làm cái tóc của bà nó rớt xuống, trời đất ơi quỷ thần ơi, tóc giả rớt xuống, cái tự nhiên lòi ra cái đầu trọc, tôi hết hồn, tôi hỏi ủa sao kỳ vậy con, trời ơi thầy đừng có nói, con là sư cô giả, con là sư cô, con đi làm, con phải con kiếm tiền kiếm sống để kiếm tiền để trả tiền nhà, tiền nước, tiền chùa. Ở bên Mỹ nào không có chuyện mà ngồi không người ta nuôi đâu, thầy đừng có la lên, trời đất quỷ thần ơi, trời ơi hết hồn vậy, trời bà làm tôi hết người tốt lợi đi làm. Ở đây tôi nói với cái ý định, cái tâm á, tâm tu á, chứ không phải là nói lên án hay chỉ trích bất kỳ một cái vị nào, nói đây là cái tâm tu. Mà quý vị cũng nên nhớ rằng một điều, chúng ta đừng nên phủ nhận những cái công lao đóng góp của chư tôn thiền đức tăng hoặc chư trưởng lão, chư hiền thánh tăng vị gọi là tử đạo, nghĩa là những người đó có hồi xưa thời chiến tranh đất nước của mình gọi là có ni trưởng ở bên gọi là chùa Tịnh Xá gì ở đường Lương Quang Định đó, ở đường Lương Quang Định, là quý vị thấy nghĩa là mình phát triển. Phát triển là mình phải ủng hộ, mình đừng nên vì một người, chúng ta hãy dùng cái chánh kiến, cái chánh tư duy, chánh định, chúng ta suy nghĩ hành giả Thích Minh Tuệ này tu tốt chúng ta ủng hộ, chúng ta đừng vì cái tu tốt này mà chúng ta lấy so sánh những vị khác, rồi chúng ta phân biệt với thời Đức Phật. Bây giờ với việc so sánh cái kinh tế của Việt Nam mình bây giờ với so sánh 80 năm về trước thì như thế nào được, chúng ta đừng nên lấy thập kỷ như vậy, chúng ta đang so sánh về trước lại. Thật hiện, hồi xưa ông bà cha mẹ của chúng ta là lo lắng phát triển đất nước sự nghiệp, còn bây giờ mà chúng ta mở miệng là trà sữa trà chanh chém gió là mở mấy đứa trẻ bây giờ toàn là hột dưa hột hướng dương hột é không à, hột le không à, đâu có gì thấy. Mà mình đừng có so sánh như vậy, mình so sánh như vậy là nó hơi khập khiễn trong đời sống. Mình sống ở đời mình phải hiểu được cái giá trị cuộc sống, thời nào so sánh với thời đó, mình đừng lấy Việt Nam đi so sánh với Mỹ, một cái nước kinh tế nhỏ mình đi so sánh với một cường quốc thế giới. Đừng so sánh gì, mình hãy so sánh Việt Nam mình với Campuchia, Lào, Myanmar, những cái nước trong cái khối Đông Nam Á thì được. Mình hãy so sánh Mỹ, như là Mỹ nó tương đương với như Úc hay là Pháp, Anh, Trung Quốc á. Mình so sánh như vậy nó mới gọi là tương xứng, nó đồng nghĩa so trong cái gọi là nước, các nước mình so sánh. Còn mình so sánh mà trong khi mà nó khập khiễng như vậy nó không được. Mình phải thông cảm cho cái mỗi thời kỳ, mà nãy tôi suy nghĩ cái thời kỳ Đức Phật mặc y như vậy, rồi trải qua biết bao nhiêu 2600 năm, rồi trải qua biết bao nhiêu thời đại triều đại vua chúa, mà cái bộ y của Đức Phật cũng giữ một màu như vậy, mà các triều đại vua chúa các đất nước phát triển, con người cũng như vậy, con người cũng thay đổi hết. Thời xưa Đức Phật là người ta con ngựa này kia đi, đường thì đường đất, đâu có đường nhựa, cây cối bóng mát tùm hết, nó mát rượi à. Còn thời bây giờ đường nhựa, cây cối chặt đốn hết trơn rồi, lấy gì mà mát. Mình đừng có so sánh như vậy, mình so sánh như vậy là mình bị gọi là thiển cận về trí tuệ. Người ta gọi là thiển cận, nghĩa là cách nhìn của mình nó không đủ tầm nhìn vĩ mô. Giống như quý vị đang ở Việt Nam, quý vị giống như quê tôi ở huyện Mỏ Cày đi. Tôi ở huyện Mỏ Cày, tôi thấy cái huyện Mỏ Cày nó lớn quá. Trời ơi, tôi thấy, trời ơi, đi hết, chưa hết huyện. Nhưng mà tôi lên tới thành phố Bến Tre, tôi thấy Bến Tre nó lớn hơn cái huyện Mỏ Cày. Khi mà tôi lên tới thành phố Hồ Chí Minh, tôi thấy thành phố Hồ Chí Minh này, đó, nó lớn hơn là Bến Tre nhiều. Và khi mà tôi qua bên Thái Lan, tôi thấy Thái Lan lớn hơn ở Việt Nam nhiều. Và khi mà tôi qua Mỹ, tôi thấy Mỹ lớn hơn. Mỗi ngày mình đi một ngày đàn học một sàng khôn. Cái câu giống như của Bác Hồ nói vậy, đi một ngày đàn học sàng khôn. Mình đi xa mình mới có trí tuệ, mình nhặt được. Cảm ơn cô Nhung. Thì nói dạo này con thấy sư ốm quá, đi trốn nợ mà sao mập được.
đi trốn nợ mà biểu mập ha, sao mà mình đi trốn nợ. Có nhiều người ở trên mạng hỏi thầy đi khi nào thầy về, đi trốn nợ hỏi khi nào về, phải đi chơi thì hỏi khi nào về, đi du lịch thì mốt về vô bệnh viện nằm thì có. Nó là đi trốn nợ rồi mốt về nhà làm gì, nãy giờ không dám về. Mở cuộc đời tôi nói thiệt, quý vị tôi làm ơn làm phước, quý vị đừng có dạy đi sang ai mà nhờ quý vị đi mượn tiền, xin tiền giúp giùm, làm ơn làm phước đừng có mượn. Tôi mà vì thương người thương xót tôi đi mượn tiền giúp giùm, cuối cùng họ họ cũng trả, mà bên cái chỗ cho vay, nói chung là chuyện đó chuyện đi đi hơi xa rồi. Để quay về vấn đề của hành giả Thích Minh Tuệ, bây giờ chúng ta trước tiên chúng ta không bàn luận cái chuyện ổng tu pháp môn gì, hành động gì, như thế nào, mặc y áo gì, ổng bưng cái nồi cơm điện hay cái ráo dừa hay cái nồi cái thao cái gỗ gì, tôi không quan trọng, tôi không quan trọng cái chuyện đó, mà tôi quan trọng từ thân và tâm ở cảm nhận trong đời sống hiện tại này như thế nào, có sự buông bỏ thoải mái hạnh phúc sung sướng như thế nào, đó là mới quan trọng. Còn cái chuyện ổng tu ổng hành giả như thế nào không quan trọng. Bây giờ một cái người Phật tử thì bình thường đi chùa ăn chay, một ăn chay kỳ rồi xong rồi đó quý vị, ăn chay kỳ rồi đi tụng thọ trì bát quan trai giới một một tháng một kỳ, nhiều đó mình thấy cũng đỡ được quý rồi. Còn bây giờ ông bỏ tất cả hết tài sản để đi rồi, cái tôi thấy người ta đánh mình, ông nói là mình còn cầu nguyện cho người ta được bình an rồi xong rồi hỏi, tôi đã xem hết trước mắt là tôi thấy là ông đang tốt, còn chuyện sau này như thế nào là chuyện đó để cho tương lai quyết định, nhưng trước mắt là tôi đã thấy hành động đó rất tốt, tôi nên học hỏi và thật sự tôn trọng lắng nghe. À, và tôi thấy tôi đã từng thầm ước như vậy đó, cuộc đời mình á thong dong tự tại tất dạ rứa mà vui, nghĩa là mình thong dong thước tha, mình đi gọi đầu làng cuối xóm nước này nước nọ, mình đi hoằng pháp du quá du tăng rồi này kia, mình đi hoằng pháp nó rất gọi là hạnh phúc. À, mình đừng có bàn luận, đừng thấy ổng nhiều người quý mến mình ghét ổng là mình sai, bởi vì sao, cái quả ổng trổ hành động ổng 4 năm trước thì không ai thấy, nhưng mà do sự kiên trì ổng ngày hôm nay người ta thấy cái quả ổng trổ. Hồi xưa tôi nhớ cái vụ mà tôi bị ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ôm hôn đó nha, trời đất quỷ thần thiên địa, tôi bị ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ôm hôn, tôi bị cái sự cố đó, trời ơi, hết giáo hội lên tiếng rồi báo chí, nhất là tôi sợ nhất là báo chí, sợ nhất là mấy cha mấy mẹ YouTuber, mấy cha mấy mẹ YouTuber không có tốt lành đẹp gì đâu, mục đích là lễ làm gì, là câu view rồi xong, cái gì biết không, câu view xong rồi đó là phỏng vấn để cho thầy nói mới có bài có câu chuyện để có tiêu đề chấn động sốc giật gân hết hồn gì đó, có những tiêu đề. Tôi sợ nhất là báo báo phụ nữ nè, báo gia báo cha báo mẹ hả, báo kênh 14, báo ngôi sao chấm nét, tất cả tôi sợ báo. Nói chung là tôi muốn yên tu hả, độc hành độc giả độc cư, không có muốn tiếp xúc nhiều. Nếu mà tôi với hành giả Thích Minh Tuệ mà trong cái trường hợp này á, tối mọi người ngủ say hết, tôi canh mọi người ngủ say hết, tôi lẳng lặng mà đi, tôi né, tôi tìm một con đường nào đi 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 không cho người ta biết luôn, như vậy mới hay. Còn bây giờ đi như vậy mình thấy chính cái hành động của mình, chính cái sự họ hiếu kỳ, cái sự hiếu kỳ của người Việt Nam mình, cái người Việt Nam mình có một cái bệnh gọi là bệnh trend, bệnh hiếu kỳ. Thấy đám ma nào mà nghệ sĩ nổi tiếng là bu về đông 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 trên đào mồ cuốc mã cũng đứng lên để xem, để hết thấy cái gì nổi tiếng là bu. Mình phải dùng cái trí tuệ sáng suốt, mình có tôn kính thành kính thì mình cũng trang nghiêm, mình làm sao giữ được một cái lễ độ, một cái thái độ, một cái sự hành động cho nó sạch sẽ trang nghiêm.